vô ích thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, phải luyện được kiếm pháp của phái Hành Sơn thực tế không phải là chuyện dễ. Đâu có, mình có thể lựa mấy chiêu kiếm pháp kỳ lạ hiếm thấy, để lúc đó mới ra ngoài đánh loạn xạ với hắn. Không chừng có thể làm cho hắn không kịp trở tay, đánh đến hắn hoảng sợ bỏ chạy cũng được. Đó là kiếm pháp gì vậy? Kỳ lạ quá. Biết lợi hại rồi sao? Hay lắm, hay lắm. Đi báo quan, quả nhiên người có sức mạnh phi thường. Linh Hồn huynh, huynh lại muốn nghĩ ra lý do gì đây hả? Ê, không phải lý do, đó là sự thật. Nè, ngươi nghĩ coi, ta vừa mới khỏi bệnh, nhưng lúc nãy nghỉ ngơi một lát đã có thể tiếp 19 chiêu khoái đao của ngươi rồi. Thử hỏi nếu để ta nghỉ ngơi nhất thời tam khắc, muốn ta tiếp 30 chiêu khoái đao của ngươi thật sự dễ như trở bàn tay. Linh Hồn huynh, huynh không cần kéo dài thời gian nữa. Sư phụ của huynh đang tìm điện mộ cách đây hơn 100 dặm. Ông muốn về đây cứu huynh, e rằng phải mất hơn 1 tháng. Nhảm nhí, tức cười. Ngươi có Lệnh Hồn Sung này là ai chứ? Ta đường đường là đại đệ tử của phái Hoa Sơn, cần gì nhờ sư phụ giúp đỡ ta? Ơi, một lần cũng thua, hai lần cũng thua, ba lần huynh cũng thua thôi. Tôi khuyên huynh ngoan ngoãn theo tôi đi xuống núi đi. Nè, lần thứ ba còn chưa đánh, ngươi làm sao biết ta sẽ thua? Huynh, nhưng mà vậy, nếu ngươi sợ không dám đánh lần thứ ba với ta thì cứ tự nhiên, Lệnh Hồn Sung này không làm khó ngươi đâu. Điền mổ đó lên trên này sẽ không về hai tay không đâu. Được, quả nhiên là hảo hán. Ngươi đừng bỏ đi nha, để ta vô nghỉ ngơi thêm một lát nữa, luôn tiện suy nghĩ làm sao tiếp 11 chiêu khoái đao của ngươi. Đại ta nghe. Nè, nè, không lý nào. Mình đừng suy nghĩ nhiều quá, tóm lại nói cho hắn biết mình là đại đệ tử của phái Hoa Sơn, mình thà chết không phục. Được, lần này mình sẽ chọn những chiêu thức tàn ác nhất đấu với hắn, cùng lắm là ngọc đá cùng nát thôi. Kiếm pháp tàn bạo, Điền mổ xém chút chết trong tay của huynh rồi. Sao hả, lần này có chịu thua chưa? Dĩ nhiên không phục, chúng ta đã nói là đấu kiếm mà, bây giờ ngươi dùng quyền dùng cước làm sao tính đây? Dù không thêm quyền cước cũng chưa tới 30 chiêu, huynh cũng đánh thua tôi thôi. Được, nếu ta đấu không lại ngươi, nè, muốn giết thì giết đi. Điền mổ nói với huynh rồi, lần này lên núi tìm huynh là muốn huynh đi gặp tiểu sư phụ Nghi Lâm một lần, không phải cố ý làm khó huynh. Hôm đó khi ta kêu ngươi nhận tiểu sư muội Nghi Lâm làm sư phụ, ngươi nhất định không chịu mà. Bây giờ lại dày công cực khổ, nhất định kêu ta xuống núi gặp cổ. Không lẽ Điền bá quan ngươi đã đồng lòng với tiểu sư muội Nghi Lâm? Không có chuyện đó, chắc chắn là có uẩn khúc rồi. Tóm là Điền mổ xui xẻo, huynh hỏi cho ra lẽ làm gì chứ? Nếu tôi không thể đưa huynh xuống núi, trong vòng 1 tháng Điền mổ sẽ bị phát độc mà chết. Trời, tức là ta đã trở thành tội nhân thiên cổ à? Điền mổ bị người ta điểm quyền tử và uống độc dược, nếu trong vòng 1 tháng không tìm được thuốc giải, toàn thân sẽ thối rữa và chết. Khổ nhất là phải hành hạ 3 năm lẻ 2 tháng. Trời, bình thường Điền mổ như nhiều tội ác, lần này liên quan tính mạng. Nếu ngươi không theo tôi xuống núi, đừng trách tôi chẳng tầm độc ác. Thật ra ai đã ra tay độc ác như vậy? Ta nhớ rồi, có một lần sư phụ nói có một danh y sát nhân bình nhất chỉ, y thuật cao minh. Nè, chỉ cần ngươi thành tâm đi năn nỉ người ta, nếu không được thì dùng khoái đao của ngươi khống chế ổng, ta nghĩ ổng nhất định sẽ có cách chữa trị cho ngươi. Linh Hồn huynh, đừng nói những câu trêu chọc tôi nữa. Nếu ngươi không chịu theo tôi xuống núi, tuy đừng mổ để chết, nhưng huynh cũng khó lòng yên giấc. Nghe cách nói của ngươi, tức là ta không thể không theo ngươi xuống núi. Đúng vậy. Thôi được, ta nghĩ khoái đao này của ngươi cũng nhờ khổ luyện mới thành công, nếu người chết như vậy e rằng hơi đáng tiếc đó.
Vậy đi, bây giờ ta cho ngươi thêm một cơ hội đánh với ta lần nữa. Chỉ cần lần này ngươi làm ta tâm phục khẩu phục, ta lập tức theo ngươi xuống núi. Nhưng phải đợi ta nghỉ thêm một lát nữa đó. Khoan đi đã. Chuyện gì vậy? Trong hang động ngột ngạt quá, sao không bảo ông ta ra đây để tiến cử với tôi chứ? Hả? Tiến cử cái gì? Mỗi lần sau khi huynh vô trong đó, kiếm pháp đều kỳ lạ khó hiểu. Nếu trong đó không có công nhân chỉ dạy huynh, huynh làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Ai, không giấu gì ngươi, các tiền bối trong đó nói nếu như giao đấu với ngươi, e rằng sẽ đánh mất tư cách. Nhảm nhí, tôi nghĩ họ chỉ hữu danh vô thực thôi, chỉ có hư danh. Nếu họ ra đây cũng chưa chắc là đối thủ của tôi. Nếu ngươi nói như vậy thôi được, hay là ngươi tự mình vô trỏng lãnh giáo 10 vị tiền bối đó đi. Tức cười, tiền bối hậu bối cái gì chứ. Tôi nghĩ bọn họ chỉ là bọn hữu danh vô thực thôi. Nếu không, tại sao vậy quên bao nhiêu lần mà cũng thua Điền Mẫu tôi chứ? Nếu ta thật sự dạy hắn, công lý nào hắn đánh không lại chứ. Linh Hồ huynh, vì đây là lão là không lẽ lão là lão tiền bối Phong Thanh Dương, hàng chữ Thanh của phái Hoa Sơn. Phong Thanh Dương. Không ngờ thế gian cũng còn người nhớ Phong Mỗ. Linh Hồ Xung, tên tiểu tử này thật sự không ra thể thống gì. Nè, nè, để ta dạy người. Thức thế một, bạch hồng quán nhật, sau đó là hữu phụng lai nghi. Tên Hồ Xung, ngươi đã nhớ rõ 30 chiêu này chưa? Dạ nhớ rồi. Vậy ngươi đánh thử cho ta xem. Khoan đã, tiền bối à. Ngươi cứ việc đánh thử đi. Dạ. Thực tế Bạch Hồng Quán Nhật không thể đánh tiếp Hữu Phụng Lai Nghi. Tiền bối à, hai chiêu này không sao ăn nhập được. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Hàng chi ngươi là đệ tử của Nhạc Bất Quần, đầu óc sỏi đá, không biết uyển chuyển đạo lý kiếm thuật, chú trọng lưu thủy hành dân, tùy theo tâm thức. Sao Bạch Hồng Quán Nhật mũi kiếm hướng lên, nương theo thế đó kéo nó xuống, chính là Hữu Phụng Lai Nghi. Nhạc Bất Quần không dạy ngươi thôi, ngươi không biết tự mình suy nghĩ tự sáng tạo sao? Đúng rồi, đa tạ tiền bối chỉ dạy. Tuy có hơi dũng về, nhưng đối phó với hắn có lẽ cũng thừa sức. Nè, tôi cứ thử đi. Dạ. Điền huynh, mời. Vừa rồi đã đấu mấy hiệp rồi, thắng bại đã rõ, còn đấu cái gì nữa? Nếu bây giờ huynh không dám đấu với tôi sẽ không ép buộc huynh. Tôi không tiễn huynh nghe. Không lỡ tiền bối, Tiền Bá Quang là giảng bối, không có tỉ thí với tiền bối. Nhưng nếu tiền bối ra sức giúp đỡ, e rằng cũng mất thân phận. Nếu ta ra tay giúp đỡ, ta đã giúp từ lâu lắm rồi, ngươi còn đứng đây được hay sao? Được. Lê Hồ Quynh, mời. Nếu không muốn chết, cho tôi xuống núi. Tôi không đi. Chúng ta đã đánh cả 100 chiêu rồi, ta quên thua thôi. Không cần biết, 100 chiêu cũng được, 200 chiêu cũng được, quên đã thua phải theo tôi. Đi. Người thiệt là ngốc quá đi. Chiêu kim ngọc mãn đường, không lẽ nhất định phải dùng kiếm sao? Ngón tay cũng là kiếm vậy. Nè, đợi hắn vô trước đi. Dạ.